Quân Đạo Trí Huệ Quản Lý, tập 1A. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 13 tháng 4 năm 2012 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị hiệu trưởng, chào mọi người. Lúc nãy mọi người có nghỉ ngơi một chút không? Lúc nãy tĩnh tọa có ai bị ngủ gật không? Vậy là vất vả quá rồi. Ngủ được thì tốt. Con người khi rất mệt mỏi mà được ngủ, hiệu quả nghỉ ngơi là tốt nhất. Nói theo quản lý học phương Tây là đầu tư hiệu quả lợi nhuận cao nhất. Hơn nữa, chúng ta học tiết buổi chiều là vất vả nhất. Nhất là học vào thời gian này. Nếu như mệt mỏi lâu dài, thì rất dễ bị đuối sức. Cho nên các vị hiệu trưởng, lát nữa nếu thực sự mệt quá, đừng có ráng. Ráng quá thì 1-2 tiếng đồng hồ. Sau đó cứ như nửa tỉnh nửa mê. Như vậy đối với sức khỏe cũng không tốt. Muốn ngủ thì cứ ngủ cho thoải mái. Nhưng chúng ta phải giao hẹn với nhau, lát nữa mọi người thật sự mệt quá rồi, lúc ngủ thì phải gật đầu về phía trước. Quý vị gật đầu như vậy, tôi cũng sẽ càng giảng càng có cảm hứng. Nhất định không được lúc lắc hai bên, nghiêng ngửa hai bên như vậy. Tôi đang giảng, lắc trái lắc phải là nói không đúng, không đúng. Như vậy tôi sẽ không giảng tiếp được. Hơn nữa, lúc lắc hai bên sẽ đụng phải người bên cạnh. Điều mình không muốn, không làm cho người. Hơn nữa, thật ra, giữa người và người sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc nào cũng đang ảnh hưởng. Mọi người có kinh nghiệm này không? Có một người đang ngáp. Rất kỳ lạ. Đột nhiên sẽ có 2-3 người cùng ngáp theo. Cho nên, một người có tinh thần, người bên cạnh cũng sẽ cảm thấy phấn chấn. Một người ngủ gục, có thể người bên cạnh cũng sẽ cảm thấy ồ, hình như con mắt của mình cũng mở không nổi nữa, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Có lần tôi cùng một đồng nghiệp, chúng tôi từ Bắc Kinh tới Sơn Đông giảng dạy. Anh ấy lái xe, tôi ngồi ở bên cạnh. Có một khoảng thời gian tôi vô cùng buồn ngủ, cứ ở đó ngủ gật. Sau khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đột nhiên có một đỉnh ngộ. Anh nói, lúc nãy tôi thấy rất buồn ngủ, hình như không chống cự được nữa. Nhưng anh vừa tỉnh dậy, thì hình như tôi không buồn ngủ nữa. Cho nên, anh ấy có một đỉnh hội là, sự buồn ngủ lúc nãy là do tôi kéo anh ấy vô. Kết quả tôi vừa tỉnh dậy, hình như anh ấy không buồn ngủ nữa. Cho nên thật ra, giáo dục là chánh kỷ hóa nhân, cảm hóa người khác. Hơn nữa là bất kỳ lúc nào, ở đâu. Hôm đó chúng tôi nghe một cô giáo kể. Cô nói em dâu của cô một hôm con của cô ấy vào phòng sách trong nhà. Đứa nhỏ không biết nên đã đem rất nhiều sách xuống đặt trên bàn. Đứng đó lật qua lật lại, rất loạn. Người mẹ bước vô, nhìn thấy liền nổi nóng. Thật ra sự giáo dục này, muốn giáo dục con cái thì không thể nổi nóng. Sắp nổi nóng thì đừng có dạy con. Chỉ cần nổi nóng rồi, giáo dục con cái hoặc giáo dục cấp dưới đều sẽ không đạt được kết quả tốt. Hễ nổi nóng, các em chỉ nhớ là chúng ta rất nóng tính. Ôi trời, hôm nay thật xui xẻo, bị mẹ nhìn thấy rồi, bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy rồi. Thầy hiệu trưởng nói những lời, những đạo lý quan trọng đó, một câu cũng không nhớ được. Người mẹ nổi nóng lên liền nói, lực gì mà lực, coi có hiểu đâu, đi ra đi ra. Sau đó, người mẹ tự mình xếp từng quyển về chỗ cũ, vừa xếp vừa nhăn nhó. Hôm sau, người cô lại ở phòng sách đọc sách.
lấy ra 2-3 quyển đang chuẩn bị đọc. Thì nhìn thấy đứa cháu trai này bước vô phòng sách. Coi gì mà coi, lật gì mà lật, coi có hiểu đâu. Những lời này không giống lời của một em bé 2-3 tuổi nói ra. Vừa nghe là biết ngay do ai nói. Do mẹ em nói. Người có sự nhạy bén giáo dục nghe xong liền biết ngay. Tất nhiên, lúc này không thể nói mẹ em sai rồi. Trước mặt các em phải ẩn ác, dương thiện. Tiếp đó, phải gọi em qua nói chuyện. Sách này có thể lật ra coi. Từ từ, cháu cũng sẽ coi hiểu thôi. Nhưng phải có quy củ. Khi cháu lấy sách ra, nó ở chỗ nào? Coi xong rồi, nhất định phải cất về chỗ cũ. Đọc sách xong, cất chỗ cũ. Thói quen sinh hoạt của em sẽ nhờ vậy mà tập thành. Chúng ta coi, có rất nhiều em bé ngay từ nhỏ đã có thói quen mũ quần áo đặt cố định. Đọc sách xong, cất chỗ cũ, rất nhiều thứ cứ để bừa bãi, đột nhiên muốn tìm bài tập quan trọng nào đó hay quyển sách nào đó. Tìm không ra, lục lọi cả ngày, sau cùng còn nổi nóng, cả nhà gặp tai ương, có vậy không? Một thói quen tốt có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ cả nhà gặp tai ương, nếu như họ vừa hay phải xử lý một việc quan trọng, kết quả là xảy ra chuyện, công ty của họ có thể đều gặp tai ương. Cho nên, làm người làm việc mới là then chốt thành bại trong sự nghiệp sau này của họ. Cũng tình cảnh như vậy, biết dạy và không biết dạy sẽ khác biệt rất lớn. Cho nên, hôm nay các thầy cô tuyến một của chúng ta, nếu như hiệu trưởng trong những việc xảy ra hàng ngày như vậy, có thể dẫn dắt giáo viên nên dạy dỗ các em nhỏ ra sao? Có thể mỗi ngày các em đều đang tăng trưởng trí huệ và khả năng làm việc của mình. Đây gọi là điểm cơ hội giáo dục. Các vị hiệu trưởng, quý vị khi nghe đến danh từ này là khi đang đọc quyển sách nào mà có cụm điểm cơ hội giáo dục. Thật ra câu này, nguyên lý này, mấy ngàn năm trước tổ tiên của chúng ta trong Lễ Ký, Học Ký đã có nói về lý luận giáo dục này. Gọi là đương kỳ khả chi dị thời là phép kịp thời. Cấm ư dị phát chi dị dự. Đây là phép dự phòng. Những lý luận giáo dục quan trọng này trong kinh điển vốn dĩ đã có rồi. Còn thời cận đại chúng ta 100-200 năm nay, người Hoa đánh mất lòng tự tin dân tộc. Người dân chúng ta đánh mất lòng tự tin dân tộc, luôn cảm thấy mặt trăng nước ngoài tròn hơn trong nước. Cho nên phép dự phòng này, chúng ta có thể biết được 3 tuổi nhìn thấy 80. Từ thai giáo đã bắt đầu dạy, 3 tuổi về trước đã đem đức hạnh làm người. Làm việc cắm rễ rất tốt, 7 tuổi thấy cả đời. Lão tổ tiên chúng ta đã có trí huệ giáo dục, kinh nghiệm giáo dục, phương pháp giáo dục và cả hiệu quả giáo dục 5.000 năm. Đời đời đều sinh ra thánh hiền nhân. Chúng ta từ thời Thanh gần đây nhất. Thời Thanh có hơn 120 học sinh ra nước ngoài du học. Là quốc gia cấp học bổng cử họ ra nước ngoài học. Và hơn 120 người này khi quay về, mỗi người đều là nhân vật nổi trội trong các lĩnh vực. Điều này đáng để nghiên cứu. Giống như ngành tàu lửa, ngành thủy lợi đều là hơn 100 người này. Sau khi về nước đã trở thành đỉnh cao, do họ trước khi ra nước ngoài đã cắm gốc đức hạnh rồi, có sứ mệnh và sự trung thành đối với quốc gia, cho nên họ học cái gì cũng đều có động lực tuôn trào bất tuyệt. Nhưng chúng ta bây giờ có nhiều người trẻ đi Âu Mỹ du học như vậy, sau khi trở về có ai trở thành đỉnh cao hay không? Đây là vấn đề đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Hay là sau khi đi rồi đều không muốn về nước báo đáp, sau khi ra ngoài đều nhiễm rất nhiều thói quen xấu,
đem từng túi tiền của cha mẹ giống như đổ hết xuống Thái Bình Dương, rồi chạy đi hết. Cho nên căn nguyên này nằm ở đâu? Đức hạnh là trọng điểm. Còn hiện trạng giáo dục bây giờ, tất cả những em đứng đầu bảng trong các kỳ thi, bất luận là ở Đài Loan hay ở Đại Lục, tình hình của Malaysia thì tôi không rõ lắm, chỉ cần là người thi đứng đầu bảng, căn bản không có một ai trở thành đỉnh cao trong ngành nghề đó. Tại sao thành tích của các em xuất sắc nhất, các em lại không thể nào trở thành đỉnh cao? Do các em chỉ biết đi thi, các em chưa chắc đã biết làm người. Các vị hiệu trưởng, quý vị coi thử trước đây, những em thi đứng nhất đều là tình hình ra sao? Tan học rồi đều không ra ngoài, cầm quyển sách học mãi, đây là một loại. Một loại khác là sao? Biết làm người, biết sống, cũng rất biết học hành. Người như vậy, những biểu hiện sau này của các em càng học lên cao, thậm chí biểu hiện khi các em ra ngoài xã hội sẽ càng xuất sắc, do các em có đức lại có tài. Nhưng nếu như chúng ta không coi trọng đức hạnh, các em trở thành cỗ máy thi cử, sau cùng ngay cả năng lực câu thông với người khác các em cũng chưa chắc có đủ. Cho nên từ lịch sử những năm cuối đời Thanh đã cho chúng ta thấy, lịch sử giúp người ta có kiến thức, nhìn sự việc được sâu xa. Có một quyển sách lịch sử hết sức nổi tiếng tên là Tư Trị Thông Giám. Quyển sách sử này do tiên sinh Tư Mã Quang viết ra, do ông soạn. Mọi người có biết tiên sinh Tư Mã Quang không? Chính là người bạn nhỏ đã đập vỡ chung nước đó. Mọi người chú ý, ông ấy nhỏ tuổi như vậy nhưng lại bình tĩnh trầm mặc đến thế, từ đâu mà ra? Từ sự giáo dục trong gia đình. Mọi người đều ồn ào tán loạn, còn ông thì hết sức bình tĩnh, làm sao cứu em bé này ra được? Đây là biểu hiện lòng nhân ái của ông. Và ông soạn bộ sách này phải mất thời gian 19 năm. Chúng ta có lúc tìm hiểu cuộc đời của người xưa, phải khâm phục họ sát đất. Tại sao? Ông là tể tướng, công việc của ông bộn bề trăm mối. Tại sao ông vẫn có thể soạn được tác phẩm lịch sử lớn như vậy? Chúng ta đều cảm thấy thời gian của họ suốt cuộc đã dành ra như thế nào? Thật ra, khi người ta thật sự có tâm, những việc không thể đều sẽ thành có thể trong cuộc đời họ. Do họ có một động lực tuôn trào bất tuyệt, chính là tình thương. Nếu như con cái của chúng ta thật sự có tình thương này, cuộc đời của chúng chắc chắn sẽ có cống hiến, sẽ hạnh phúc. Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện ở Đại Lục gần đây. Bình chọn mô phạm đạo đức năm 2011. Trong đó có một mô phạm đạo đức hăng say giúp người, tên là Hứa Nguyệt Hoa. Nữ sĩ Hứa này từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm. Năm 12 tuổi, do gia cảnh khốn khó, vì kế sinh nhai, cô đi nhặt đồ dọc theo đường sắt. Kết quả bị tàu lửa cán qua, hai chân đều bị cưa hết, cưa cả đến đây. Được đưa tới viện phúc lợi, cơ cấu phúc lợi xã hội. Xin hỏi các vị hiệu trưởng, quý vị cảm thấy cuộc đời sau này của cô sẽ ra sao? 12 tuổi, hai chân đã bị cưa mất. Kết quả, em bé gái 12 tuổi này đến viện phúc lợi đã đưa ra một yêu cầu với trưởng bối phụ trách. Cô nói, cháu có thể chăm sóc những em bé nhỏ hơn cháu không? Quản lý viên nhìn cô, bọn cô không chăm sóc cháu đã tốt lắm rồi, cháu còn muốn chăm sóc chúng. Ngay cả đi đứng cô cũng có vấn đề. Nhưng cô gái này, trải qua 37 năm sau, cô đã chăm sóc được 138 trẻ mồ côi. 37 năm, chăm sóc 138 trẻ mồ côi.
Xin hỏi mọi người, khi cô chăm sóc những em bé này, các em nhìn vào mẹ của mình, cô là mẹ của các em học được điều gì? Lạc quan, kiên cường, bất khuất, hy sinh, phụng hiến. Chúng ta bất cứ một người nào cũng có thân thể tốt hơn cô, điều kiện tốt hơn cô, nhưng chúng ta cũng chưa chắc đã có cống hiến như cô. Thậm chí tấm gương này của cô sau khi được nhà nước biểu dương, điều cảm động là hàng ngàn hàng vạn lão bá tánh đều bị cảm động bởi đức hạnh của cô. Cô nói rằng năm 12 tuổi cô được đưa đến viện phúc lợi, cô đã có cha, đã có mẹ, đã có gia đình. Cô cảm thấy rất ấm áp. Cô đã có động lực thương yêu. Hơn nữa, trong 37 năm đó, nhiều lần đơn vị còn muốn phát lương cho cô. Cô đều không nhận. Cô nói, đây là nhà em không nhận lương. Cô cảm thấy cô là mẹ của hơn 100 em nhỏ, đây là hạnh phúc của cô. Cho nên, cuộc đời như vậy đã nhắc nhở chúng ta, con cái chúng ta chỉ cần có tình thương, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Lúc nãy, khi mọi người đang tĩnh tọa, có cảm thấy thân tâm rất thả lỏng không? Có vị hiệu trưởng nào tiếp theo sẽ nói phải nên lấy MP3 của cô giáo Trần đem về. Sau này, trường của chúng ta, trước khi mở hội nghị, thì mở cho các thầy cô nghe trước một chút, để cho mọi người đều relax một chút. Các vị hiệu trưởng, mọi người đừng có coi thường sự quan tâm, thương yêu nho nhỏ của quý vị đối với tất cả các đồng nghiệp nha. Cái này sẽ được lưu truyền ra. Và trong mỗi một chi tiết, chúng ta đều có thể thương yêu con cái của chúng ta, giáo viên của chúng ta. Thương người thì được người thương. Quý vị lúc nào cũng suy nghĩ cho các thầy cô lúc nào cũng suy nghĩ cho hiệu trưởng, đều trong những chi tiết cuộc sống này. Lão tổ tiên chúng ta coi trọng việc giáo dục nhất. Trong lễ ký, học ký, có một câu nói hết sức quan trọng: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Xây dựng một quốc gia, xây dựng một đoàn thể, những tổ viên lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đoàn thể này, cái gì quan trọng nhất? Dạy học quan trọng nhất. Chúng ta nhìn lại một cách rất bình tâm. Bây giờ, gia đình cũng vậy, đoàn thể xã hội cũng vậy, thậm chí là quốc gia, cả thiên hạ cũng vậy. Đặt cái gì lên hàng đầu? Kiến quốc quân dân, kiếm tiền đứng đầu. Kiến quốc quân dân, kinh tế đứng đầu. Mọi người phải biết là biết trước, biết sau thì gần với đạo. Trình tự trước sau xếp sai rồi thì toàn bộ sẽ điên đảo. Chúng ta nhìn từ phương diện nhỏ là gia đình. Xây dựng một gia đình, lãnh đạo người nhà quý vị, có lẽ giáo dục phải đặt ở đầu tiên. Thế hệ sau của quý vị là thánh hiền nhân, vinh hiển tổ tiên. Nửa đời sau của cha mẹ cũng không cần ưu sầu nữa, do các con có đức hạnh tốt. Tiếng Mân Nam nói, dắt chéo chân mà ngồi vuốt râu. Ung dung làm sao khi ngậm kẹo đùa cháu. Quý vị bây giờ có thấy một người nào 60 tuổi đang ngậm kẹo đùa với các cháu chưa? Hay là đứa nhỏ đó vừa sanh ra, mẹ giao cho mẹ đó, cha giao cho cha đó. Về già xấu số. Già rồi mà còn cực khổ hơn hồi còn trẻ. Do chăm sóc con và chăm sóc cháu là không giống nhau. Số lượng các cháu nhiều hơn số lượng các con. Lúc này cha mẹ đã không đặt giáo dục lên vị trí đầu, đặt đức hạnh lên vị trí đầu. Đài Loan có một nhà doanh nghiệp, đều là doanh nghiệp nổi tiếng. Tôi không nói doanh nghiệp đó ra, phải ẩn ác dương thiện. Nhà doanh nghiệp này, khi sáng lập ra doanh nghiệp này, ông chính là nguyên lão. Cả đời của ông tích lũy được 2 tỷ đài tệ.
200 triệu mã tệ. Kết quả, khi ông 70 tuổi thì bị tai biến. 2 tỷ đài tệ của ông, con trai và cháu ông trong vòng thời gian 1 năm đã tiêu xài sạch sẽ. Còn mua nhà ông xây thì bao nhiêu tiền? 100 triệu đài tệ. Tôi vừa nghe thấy ông xây một ngôi nhà 100 triệu đài tệ, tôi liền thấy hung tướng đã lộ. Ông làm như vậy, hung tướng liền tới. Tại sao? Một là ông xây ngôi nhà hào hoa như vậy, tức là nói với trộm cướp và cường đạo, nhà tôi rất giàu có, rảnh thì ghé qua chơi. Cho nên lão tổ tiên nói với chúng ta, tiền là năm nhà cùng có. Rất nhiều người đều cảm thấy tiền đều là của tôi. Có một người rất có tiền, một đống châu báu lớn để trong ngân hàng. Kết quả đưa bạn mình vô kho vàng đó, đi dạo coi một vòng. Cái này là của tôi, được đóng lại, rồi đi ra. Kết quả người bạn đó nói với ông, nếu như coi một chút liền là của ông, thì tôi tới mấy tiệm vàng mà coi, chẳng phải rất thuận tiện sao? Tôi mỗi ngày đều có thể đi coi. Cho nên quý vị thật sự có tiền, trên thực tế số quý vị có thể hưởng dụng được thì có bao nhiêu? Thật sự tiền của chúng ta, cái gì là tiền của chúng ta? Bây giờ ở trong túi quý vị, mà quý vị xài được thì là của quý vị. Có phải không? Còn số tiền trong ngân hàng thì chưa chắc chúng ta đã xài tới được. Và ông tích lũy cả đời được 2 tỷ. Ông không hiểu là thật ra lời nhắc nhở này của lão tổ tiên rất quan trọng, năm nhà cùng có. Thứ nhất, nạn nước lấy tiền của quý vị. Chúng ta coi nạn nước ở Thái Lan lợi hại như vậy. Quý vị coi, bao nhiêu gia đình toàn bộ đều bị nhấn chìm, nạn nước lấy tiền của quý vị. Nạn lửa lấy tiền của quý vị. Những tai họa này đều có thể lấy đi hết tiền tài của chúng ta. Tiếp đó, tham quan ô lại lấy tiền của chúng ta. Tại sao chính trị phải thanh minh? Chúng ta làm công tác giáo dục, phải dạy học sinh cho tốt, nó không chừng những học sinh đó sau này có phước báo, làm một số cán bộ của quốc gia. Chúng có đức rồi, dùng này sẽ có phước khí. Nếu không, có một câu tục ngữ nói là chính trị hà khắc hơn cả cọp. Tại sao chính trị hà khắc hơn cả cọp? Do có một vùng thu thuế hết sức nặng. Gia đình này đã gánh chịu không nổi nữa, liền rời bỏ quốc gia đó. Mà lúc đó dùng họ ở có rất nhiều cọp. Một người có chồng con đều bị cọp ăn thịt mất. Vậy tại sao bà không về đất nước đó nữa? Không được, nền chính trị ở đó còn kinh khủng hơn cả cọp. Cho nên mới có câu chuyện này truyền lại. Cho nên tham quan ô lại và cả đạo tặc, trộm cướp, cường đạo đều lấy số tiền của chúng ta. Cái đáng sợ nhất là ở phía sau, gọi là con cháu bất hiếu. Trong vòng 1 năm, đã xài hết 2 tỷ đồng. Do sự tiêu dùng của họ ghê gớm như vậy, xây một ngôi nhà 100 triệu đã đem sự xa xỉ này truyền lại cho con cháu rồi. Hậu sanh khả úy. Tốt cũng là hậu sanh khả úy, xấu cũng là hậu sanh khả úy. Tất nhiên chúng ta hy vọng là sau này học sinh của chúng ta đều vượt qua chúng ta, đức hạnh tài hoa của các em đều vượt qua chúng ta. Hậu sanh khả úy này là tốt, cái xấu không lấy. Vậy chúng ta nghĩ coi 2 tỷ này xài hết rồi. Xin hỏi câu chuyện đã kết thúc chưa? Có phải là từ đây con trai và các cháu của ông sẽ hối cải ăn năn? Có phải không? Không đâu. Đó là tập tính mấy chục năm rồi. Bi kịch của gia tộc họ chỉ vừa mới bắt đầu. Tại sao chí yếu không gì bằng dạy con? Tại sao có việc giáo dục thế hệ sau lại quan trọng như vậy? Và tương lai của cả quốc gia xã hội lại nằm trong tay ai? Trong tay hậu thế. Quý vị bây giờ kinh tế có huy hoàng tới đâu? 20 năm, 30 năm sau nhường lại cho các em. Các em đem tài phú của đất nước toàn bộ đều phung phí hết. Xin hỏi lúc đó chúng ta mấy tuổi?
phải biết tính. Người không lo xa, ắt phải lo gần. Bây giờ cả phong khí, gia đình cũng vậy, cả đất nước cũng vậy, tất thảy đều đuổi theo tiền, theo tiền, theo tiền. Những đứa trẻ này đều rất là công lợi. Tới khi chúng ta già rồi, chúng sẽ nghĩ, những người già này thật đúng là gánh nặng. Mặc kệ họ đi, để qua một bên. Quý vị coi, chúng sẽ kính lão, ái lão, dựng lão sao? Trừ phi quý vị dạy chúng, từ nhỏ đã biết tri ân, báo ân, biết tôn trọng trưởng bối, tôn trọng người lớn tuổi. Cho nên từ câu dạy học đứng đầu này, chúng ta có thể hiểu được, thật sự người không học thì không biết. Không biết những đạo lý làm người quan trọng này. Như một gia đình bây giờ tìm bạn đời đều suy nghĩ tới cái gì trước? Một người nam muốn tìm người yêu thì suy nghĩ ra sao? Lấy người đó thì bớt phấn đấu 20 năm. Nghe thấy câu này cũng muốn ngất xỉu luôn. Người này còn có thể gọi là đàn ông sao? Còn có thể gọi là nam tử hán sao? Trượng phu là phải đáng nương cậy. Kết quả họ lại đi nương cậy người nữ. Còn gì nữa? Có người còn muốn ngồi mát, ăn bát vàng. Người có tiền là được. Họ không biết người tính không bằng trời tính. Cô đại tiểu thư đó lấy về nhà có hầu hạ nổi không? Cho nên cái này đều là sự suy nghĩ không hiểu đạo lý. Tiếp theo, còn tìm người cho đẹp. Có không? Tôi đến một trường trung học nói về quan hệ hai giới với những học sinh trung học này. Đối với các em lấy một người vợ tốt có thể thịnh ba đời. Đối với các em cả nửa ngày quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nói cả nửa ngày, sau cùng những thanh thiếu niên này nói, thầy Thái ơi, thầy nói rất đúng, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp cũng rất quan trọng mà. Quý vị nói với các em nửa ngày, quan niệm đó của các em cũng không dễ gì bỏ đi. Tại sao? Từ nhỏ các em coi phim, đều phải có người cho đẹp, đều phải mặc đồ hàng hiệu. Các em đều bị ô nhiễm, liền cảm thấy như vậy mới là cô gái tốt. Kết quả các em thực sự lấy về nhà rồi mới biết. Mới ngộ ra. Ngộ ra điều gì? Mấy cô đó đều ốm ốm, ăn rất ít. Nhưng đồ ăn rất rẻ, quần áo rất đắt. Đúng không? Đều là hư dinh, theo cho kịp thời, rồi tiêu xài rất khủng khiếp. Tới trung tâm thương mại mua quần áo, đi theo vợ mà nhịp tim tăng tốc, phải uống một viên thuốc trợ tim trước. Uống vô để đề phòng tim đập quá nhanh. Thế giờ mình đứng ở cửa hàng đó rất lâu, càng đập càng nhanh. Tiếp đó người vợ nói, mua đi, mua đi. Họ thì đứng bên cạnh, thôi mà, thôi mà. Cho nên trị gia thật ra đức hạnh đứng đầu. Đức hạnh nhờ vào giáo dục. Có đức thì có người. Có người thì có đất. Có đất thì có tài. Có tài thì có ích. Gia đình như vậy, có đức hạnh chiêu cảm được một nửa kia, cũng là người có đức hạnh. Hai người, vợ chồng đồng tâm, sắc cũng hóa vàng. Đất ở đây là chỉ sự phát triển của họ. Trước đây là họ có một mảnh đất, thì có thể phát triển cả sự nghiệp đất nước của mình. Từ gia đình mà nói, thành lập một gia đình. Sau khi có gia đình, trong gia đình này đoàn kết, hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Có tiền tài rồi cũng sẽ có nhân tài. Bây giờ rất nhiều vợ chồng cãi giả, con cái từ nhỏ đã sống trong lo sợ, trong không khí như vậy. Có lúc nửa đêm còn trốn trong chăn mà khóc. Nhân cách như vậy sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cha mẹ, vợ chồng thật sự có trách nhiệm, nhất định ở trước mặt con cái sẽ luôn làm gương tốt. Chứ không phải cãi giả suốt như vậy, sau này chúng sẽ bị khủng hoảng, không dám đối mặt với hôn nhân, không dám kết hôn. Có tài thì có ích. Sau khi quý vị có tiền tài rồi, quý vị dùng thế nào? Quý vị dùng nó vào sự hưởng lạc của bản thân mình.
hay là dùng để bồi dưỡng con cái, hay là lấy từ xã hội, nên dùng vào xã hội. Lợi ích người khác, quý vị dùng đúng rồi, đức hạnh của gia đình quý vị sẽ ngày càng cao. Dùng sai thì có thể sẽ phung phí hết, phước báo cũng tổn hại hết. Không chỉ gia đình như vậy, chúng ta ngày nay ở trong trường học, câu này có thể cho chúng ta một sự nhắc nhở rất tốt không? Các vị hiệu trưởng, chúng ta có đức hạnh, các thầy cô vào trường chúng ta đều rất tốt. Vật tụ theo bầy, người nhóm theo loài. Đây là thật chứ không phải giả. Dựa vào thiền niệm của con người mà chiêu cảm. Long giao long, phượng giao phượng, con của chuột thì biết đào hang. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Hôm nay lão bá tánh ở vùng này rất lương thiện, họ sẽ chiêu cảm được một vị quan tốt. Sáng nay tôi kể cho mọi người về trung học Tùng Hoa Giang Cát Lâm. Thì giáo Dương Kỳ có thể làm hiệu phó nhưng thầy không làm. Thầy chỉ giữ việc chủ nhiệm lớp, thầy không làm quan. Tiên sinh Tôn Trung Sơn có một câu nói tôi hết sức cảm phục. Thà làm việc lớn, không làm quan lớn. Phàm làm những việc có ý nghĩa, chứ không tham cầu chức quan đó. Thì giáo Dương Kỳ cảm thấy thầy phải thực sự dạy một lớp cho tốt để dẫn dắt những lớp khác. Kết quả sau khi thầy dạy một năm, hiệu trưởng Lữ Kiệt đã tới trường của họ. Thầy hiệu trưởng và thầy đã phối hợp hết sức ăn ý, cả trường học được triển khai ra. Đây đều là người được chiêu cảm tới. Sau đó họ bắt tay hợp tác, xây dựng lên ngôi trường này. Ngành giáo dục Đông Bắc gọi họ là Hiệu ứng Tùng Hoa Giang. Năm 2009, trong một chương trình giáo dục ở Đại Liên, số giáo viên tham gia có hơn 10.000 người. Giáo viên ở trường họ cũng có khoảng 3 người tham gia đi làm giảng sư. Do họ đã làm được mấy năm rồi, có thể đem chia sẻ với mọi người. Cho nên thật sự thầy Dương Kỳ đã tu thân. Tiếp đó Tề Gia, trường học của họ là ngôi nhà lớn. Cái đó ảnh hưởng tới những người trong ngành giáo dục của cả nước. Đến tham quan trường học của họ, có người từ Tân Cương, từ Hải Nam. Tháng 5 năm ngoái, chúng tôi cùng mấy chị hiệu trưởng cũng có tới trung học Tùng Hoa Giang, tới thăm hỏi học tập họ. Thì ảnh hưởng tất cả quốc tế, đã bình thiên hạ rồi. Cho nên lão tổ tiên trong đại học có nói về tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ không phải lý luận, mà là cảnh giới và giá trị cuộc đời mà mỗi người đều có thể thực hiện được. Quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Chúng ta tìm thấy cái gốc như thành tựu một gia đình tốt, thành tựu một đoàn thể tốt. Cái gì là gốc? Đức hạnh là gốc, đức là gốc, tài là ngọn. Bây giờ chúng ta xây dựng gia đình, xây dựng quốc gia, đặt tiền bạc lên vị trí đầu, tức là lấy cành ngọn làm gốc rễ, lấy gốc rễ làm cành ngọn. Cho nên sau khi gốc gọn đảo điên, bỏ ra nhiều tâm huyết tới đâu thì nhận được thành quả cũng không ra sao. Mọi người bình tâm nhìn lại, 5.000 năm nay, thời đại nào cha mẹ tốn nhiều thời gian để dạy con nhất? Thời đại nào? Thời đại bây giờ. 5.000 năm nay, thời đại nào hiệu quả giáo dục kém nhất? Tại sao? Tại sao bỏ ra và nhận lại không tỷ lệ thuận với nhau? Do họ không tìm được cái gốc rễ. Nước của họ chỉ tưới trên cành lá, không tưới xuống gốc. Đức là gốc. Kết quả tất cả tâm huyết đều dùng để bồi dưỡng tài nghệ của con cái, bồi dưỡng rất nhiều điều kiện bên ngoài của con cái, chứ không nỗ lực vào gốc rễ của chúng. Ban biên tập
học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.